Chào tất cả mọi người. Nếu như chúng ta nói tới thời trang cao cấp thì chúng ta nghĩ ngay tới những cái tên như Chanel, Gucci, Hermès hay Louis Vuitton. Nhưng nói tới pha lê cao cấp thì duy nhất chỉ có Swarovski, là một công ty chế tác đá quý lâu đời từ nước Áo. Trải qua hơn 120 năm thì thương hiệu này trở nên phổ biến trên toàn cầu và được mọi người dễ dàng nhận diện. Nhưng làm cách nào để chúng ta có thể mua được những sản phẩm chính hãng trực tiếp chuyển từ Mỹ chuyển thẳng vào Việt Nam thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Bước đầu các bạn có thể tìm kiếm trên Google hoặc đánh trực tiếp lên thành công cụ. Ở đây thì mình đã vào sẵn rồi, thì các bạn có thể là khi mà vào cửa hàng này thì các bạn có thể tìm kiếm được những cái sản phẩm các bạn muốn mua, rất là nhiều những sản phẩm các bạn lựa chọn này. Ở đây thì mình đang vào phần này là những phần đồng hồ với giá cả rất là hợp lý và những mẫu mã thời trang rất là đẹp cho các bạn nhìn thấy này. Những sản phẩm rất là bắt mắt và có giá cả rất là phù hợp. Nhưng làm cách nào để chúng ta có thể chọn lọc cái giá mà mình mong muốn, vì ở đây họ có rất là nhiều các sản phẩm các bạn lựa chọn. Thì ở đây mình sẽ chọn kích ở phần này, kéo xuống dưới là những phần này là màu sắc cho các bạn lựa chọn này. Các bạn có thể là chọn màu tùy ý theo sở thích của các bạn. Thì các bạn chọn ở đây. Còn kéo xuống phần dưới nữa, cuối cùng ở đây này, thì các bạn có thể thấy này, ở đây là mình chọn giá này. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn giá từ 214 đô đến 340 đô. Thì các bạn có thể thấy này, hiện ra những cái sản phẩm ở đây. Thì mình kích vào phần này để ra những cái sản phẩm có mức giá từ cái khoảng mà mình đang chọn đấy, để mình lựa chọn những cái sản phẩm ở đây cho dễ dàng hơn. Thì các bạn có thể thấy này, những sản phẩm của họ này. Khi mà các bạn chọn hàng ở đây ấy, thì mình khuyên các bạn nên mở ra một tab mới. Ví dụ như bây giờ mình sẽ kích vào sản phẩm này, xong mình mở ra một tab mới ở bên này để mình tìm kiếm những cái sản phẩm khác, để mình so sánh hai cái sản phẩm nào nó sẽ đẹp hơn để cho giá cả phù hợp. Như vậy các bạn sẽ chọn lựa được những sản phẩm rất là ưng ý. Còn khi mà các bạn kích trực tiếp vào, các bạn phải quay lại thì rất là mất thời gian đấy. Thì đây là phương pháp chọn hàng của mình. Mình thường sử dụng cái phương pháp chọn hàng như vậy. Đấy, thì ở đây có những cái sản phẩm, rất là nhiều sản phẩm các bạn lựa chọn này. Thì các bạn có thể chọn tùy ý thôi. Đây mình sẽ kích vào sản phẩm này nữa để mình so sánh hai sản phẩm này. Thì các bạn có thể thấy này, hai sản phẩm này giá tương đồng thôi. Thì các bạn rất là phân vân. Còn ở đây các bạn khi mà các bạn muốn thêm cái sản phẩm vào giỏ hàng ấy, thì các bạn có thể kích vào phần này để xem những cái màu sắc khác của cái sản phẩm này, xem có đẹp hơn không để các bạn lựa chọn cho ưng ý. Đấy. Còn phần dưới là thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng nhé. Sản phẩm này có giá rẻ hơn cả cái màu cũ của mình, màu đen. Đấy. Màu đen này là 329 đô sao? Đây đúng không? 329 đô. Thì màu này đẹp hơn. Đấy, các bạn có thể là mua những cái sản phẩm như vậy khi mà các bạn lựa chọn. Vì họ bán còn theo cả màu sắc nữa. Thì mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng. Đây mình thêm cái sản phẩm này. Và ở đây không chỉ là bán riêng đồng hồ, họ còn bán rất là nhiều các sản phẩm khác cho các bạn mua. Ví dụ như ở đây là bán trang sức, để cho các bạn mua những cái sản phẩm trang sức, nhẫn rồi vòng cổ, rất là nhiều cái sản phẩm. Và ở bên phần này thì còn có cả kính và túi sách này, hoặc là những loại ốp điện thoại này để cho các bạn mua, hoặc là bút này. Đây mình sẽ vào phần bút cho các bạn xem, thấy rất là nhiều sản phẩm. Và vào phần túi sách nữa cho các bạn. Thì các bạn có thể thấy này, những chiếc túi của họ này. Ở đây thì túi của họ rất là hạn chế, rất là ít những sản phẩm túi. Nhưng mà những cái túi này, chất lượng của họ làm rất là đẹp, chất liệu thì cực kỳ tốt rồi, các bạn yên tâm. Đấy, thì nếu như các bạn muốn mua sản phẩm thì các bạn có thể kích vào trực tiếp luôn để các bạn mua. Ví dụ như bây giờ mình sẽ mua cái sản phẩm này đi. Mình kích vào đây. Thì sản phẩm này hiện tại thì đang hết hàng rồi, các bạn có thể thấy này, đang hết hàng rồi. Thì bây giờ mình không thể mua được, mình sẽ lùi lại để mình tìm kiếm mua những cái sản phẩm khác. Và ba cái màu của cái sản phẩm đấy thì cũng vừa hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ kích vào sản phẩm khác để mình mua. Ở đây toàn bộ túi sách là toàn những cái sản phẩm hết hàng này, hiện tại là đang hết hàng rồi, các bạn có thể thấy này. Túi sách của họ hiện đang hết hàng tất cả nhé. Thì bây giờ mình không mua túi sách rồi, mình có thể là quay sang phần này để mình mua những cái sản phẩm bút này. Bút này có thể là các bạn sử dụng làm quà tặng cho người thân, rất là tiện lợi. Và khi mà các bạn không biết tặng những cái gì thì các bạn có thể là mua bút này, hoặc là các bạn vào phần quà tặng để mua những cái sản phẩm. Đây, ở đây thì có sẵn này, dành cho nữ này, dành cho nam này, để các bạn mua hàng những cái sản phẩm như vậy.
Thì khi mà kích vào sản phẩm này, đây mình kích vào của Nam đi. Đấy, là những cái sản phẩm tổng hợp để cho các bạn mua tặng nhau rất là dễ dàng. Các bạn không phải phân vân nhiều khi các bạn lựa chọn những cái sản phẩm nào để đi tặng. Đấy, thì ở đây rất là nhiều sản phẩm, các bạn có thể tùy ý lựa chọn. Hoặc là ốp điện thoại này, thì các bạn có thể kích trực tiếp vào sản phẩm hoặc mở ra một tab mới như mình cũng được. Đấy, thì ốp điện thoại này, khi mình kích vào đây để mình xem những cái màu sắc khác này. Thì đây, có 4 màu sắc này. Còn cái màu này thì hiện tại đang hết hàng rồi, các bạn có thể nhìn thấy. Thì mình thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng nhé. Hoặc là các bạn mua những cái sản phẩm như ở bên này, là những cái sản phẩm trang sức này. Đấy, rất là đẹp và giá cả rất là phù hợp cho các bạn. Nhẫn rồi, vòng cổ rồi, vòng tay. Đấy, cho các bạn lựa chọn tùy rất là nhiều các cái sản phẩm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đến bước thanh toán. Thanh toán như nào? Thì trước hết mình vào giỏ hàng của mình để mình kiểm tra lại hai cái sản phẩm kia của mình đã thêm vào ở đây đầy đủ chưa. Thì các bạn có thể thấy này, hai sản phẩm của mình đầy đủ rồi. Còn ở phần dưới này, phần dưới này là cái code giảm giá. Bây giờ mình không tiện vào email của mình để mình lấy cái code để mình thêm vào đây. Thì khi mà các bạn tạo tài khoản ở đây thì họ cũng sẽ có một cái code họ tặng bạn đến tại cái email của các bạn khi mà các bạn tạo tài khoản ở cửa hàng này. Còn bây giờ là đến bước thanh toán, thì trước khi thanh toán thì mình khuyên tất cả mọi người nên tạo một cái tài khoản để tiện cái việc khi các bạn quản lý cái đơn hàng này của các bạn cho dễ dàng hơn. Thì các bạn vào phần này để tạo tài khoản này. Đấy, kéo xuống dưới rồi vào đây tạo tài khoản. Ở đây thì các bạn có thể liên kết trực tiếp với tài khoản Facebook của các bạn hoặc là tài khoản Google này. Đấy, các bạn liên kết trực tiếp khi mà kích vào đây luôn thì sẽ liên kết tới. Nhưng mà ở đây mình sẽ tạo mới một tài khoản. Rồi, phần này mình điền tên này. Vậy là mình đã tạo được tài khoản rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái giỏ hàng của mình để mình thanh toán cái đơn hàng này cho các bạn xem rất là dễ dàng. Ở đây thì mình sẽ kích về đây để thanh toán này. Thì ở đây có 3 phương pháp vận chuyển, nhưng mình sẽ chọn loại vận chuyển miễn phí từ 2 đến 4 ngày là mình đã có thể nhận hàng được tại Mỹ rồi, rất là nhanh gọn. Còn nếu như các bạn muốn nhanh hơn 1 ngày, các bạn có thể chọn cái phương pháp vận chuyển ở trên này là phương pháp vận chuyển mất phí. Thì bây giờ là đến phần dưới này, phần dưới là phần vận chuyển. Thì có một lưu ý ở đây là cửa hàng này họ không vận chuyển ra nước ngoài vì những cái sản phẩm này là đồ trang sức. Thế nên các bạn nếu như các bạn muốn mua hàng ở đây thì các bạn chỉ có thể là vận chuyển ở trong địa chỉ ở Mỹ thôi. Thứ nhất thì các bạn có thể là chuyển đến nhà địa chỉ bạn bè người thân ở tại Mỹ rồi khi mà về nước thì họ cầm theo cùng cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn gửi đến nhà địa chỉ bạn bè người thân ở Mỹ rồi họ cầm theo bưu điện gửi đi nữa thì như vậy các bạn có thể sẽ bị mất thêm tiền thuế, như vậy rất là lãng phí. Nên ít người sử dụng cái phương pháp đấy. Hoặc thứ hai là các bạn có thể nhờ các công ty vận chuyển hoặc nhờ kho bên mình. Bên mình sẽ hỗ trợ bạn cái phương pháp vận chuyển trực tiếp từ Mỹ chuyển thẳng tới Việt Nam với giá rất là rẻ. Thì khi mà mình mua hàng ở đây thì công ty ở đây họ vận chuyển cho mình là khoảng tầm 2 đến 4 ngày mình sẽ nhận được ở Mỹ. Thì cứ cho là 3 ngày thì mình vận chuyển ở Việt Nam là rơi vào khoảng tầm từ 14 ngày tới 1 tháng là có thể bạn khi mà nhờ kho bên mình mua hàng thì các bạn đã có thể nhận được hàng tại Việt Nam rồi, rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần gửi ảnh cho bên mình thì bên mình sẽ báo giá cho các bạn, rồi các bạn đặt cọc, bên mình sẽ vận chuyển về. Rồi khi mà các bạn nhận được hàng rồi thì các bạn có thể là thanh toán nốt phần còn lại, hoặc mình sẽ tạo một cái kho hàng cho các bạn ở tại bên Mỹ. Rồi khi mà các bạn vận chuyển hàng tới cái kho đấy thì các bạn có thể quản lý được cái hàng khi mà về kho rồi các bạn chuyển ở Việt Nam, các bạn cũng không bị mất thêm tiền thuế ở Việt Nam nữa. Đấy là những cái phương pháp vận chuyển của các bạn. Thì ở đây mình sẽ điền cái thông tin vận chuyển của mình vào đây. Vì khi mà các bạn mua hàng ở đây, họ có rất là nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng.
Hiện tại thì hôm nay thì không có chương trình khuyến mại, mình mua ở đây là mình đang hướng dẫn mọi người thôi, còn họ có rất là nhiều chương trình khuyến mại. Đấy, mình điền đầy đủ thông tin rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục này. Giá cả của họ cũng sẽ tốt hơn khi mà các bạn mua tại những cái cửa hàng khác. Thì bây giờ đến phần này là phần thanh toán, thì có rất là nhiều cái phương pháp thanh toán các bạn, nhưng mà họ chỉ chấp nhận cái phương pháp thanh toán thẻ tín dụng hoặc là PayPal thôi. Đấy, hoặc là thanh toán bằng thẻ quà tặng gift card này. Nhưng mà nếu như các bạn không biết thanh toán bằng gift card thì có thể cái thẻ quà tặng các bạn sẽ bị mất trắng luôn. Đấy, hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng thì ở đây mình sẽ điền vào này. Mình điền thẻ tín dụng của mình vào đây. Đấy, thì là đầy đủ thông tin rồi. Thì mình kích đến phần này là sẽ thanh toán cái đơn hàng này, rất là đơn giản. Hoặc là thanh toán bằng PayPal cũng vậy. Nhưng mà có một lưu ý, nếu như các bạn thanh toán với tài khoản PayPal của Việt Nam thì họ sẽ không chấp nhận cái phương pháp thanh toán của các bạn. Họ chỉ nhận cái tài khoản của tài khoản Mỹ, PayPal của Mỹ thôi. Nếu như các bạn thanh toán bằng tài khoản Việt Nam, họ sẽ hủy đơn hàng ngay lập tức. Đấy, thế nên rất là rắc rối cho các bạn thanh toán. Đấy, thì khi mà mình chọn sang PayPal thì kích sang phần này, họ sẽ hiện ra một cái trang web của PayPal để cho mình thanh toán ở đấy. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ không tiện vào cái tài khoản PayPal của mình. Thì mình sẽ thanh toán ở đây bằng thẻ tín dụng đi. Đấy, mình điền đầy đủ thông tin rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ cần kích vào phần này thôi. Bây giờ mình khi mà mình kích vào phần vừa rồi là ra đây là mình sẽ xem lại tổng kết được tất cả các đơn hàng của mình này. Các bạn có thể thấy này, sản phẩm của mình này, địa chỉ này, đấy, cách thanh toán này. Đấy, và đơn hàng của mình này, tổng cộng hết 412,97 đô này. Vì của mình mất thêm tiền thuế là 34,97 này. Đấy, khi mà mình kích vào đây là đơn hàng của mình sẽ được hoàn thành. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, hãy để lại comment phía bên dưới hoặc nhắn tin trực tiếp lên fanpage trên Facebook của mình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thanh toán cụ thể hơn, cách tạo kho hàng tại Mỹ rồi khi các bạn nhận hàng như nào, sẽ cho mọi người dễ hiểu hơn. Còn bây giờ mình chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành và mua hàng thành công.